Đây là El Clasico World, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến hai câu lạc bộ Real Madrid và Barcelona trong suốt 24 giờ qua. Chúng tôi sẽ đem đến cho các khán giả những cập nhật mới nhất liên quan đến thông tin về vụ Mbappe cũng như những phản ứng của Barca sau khi cuộc đối đầu tại vòng 3 Cúp Quốc gia Tây Ban Nha kết thúc. Ngoài ra, hai câu lạc bộ này cũng đang có những bước chuẩn bị cuối cùng để bước vào các trận đấu tại siêu cúp Tây Ban Nha. Chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin mới nhất của Real Madrid và Barca với El Clasico World của ngày hôm nay. Mặc dù đã chính thức góp mặt ở vòng 16 đội tại cúp nhà vua Tây Ban Nha, nhưng Barca vẫn gặp rất nhiều chỉ trích vì màn trình diễn không mấy thuyết phục. Đối thủ của họ chỉ là một đội bóng hạng tư, nhưng Barca phải rất vất vả mới có thể đánh bại được cao thủ từ Barbastro. Cổ động viên không vui vì những gì gã khổng lồ của La Liga đã thể hiện. Thậm chí là cả chính Xavi cũng phải thừa nhận đội bóng của ông đã phạm phải những sai lầm và khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Rạng sáng nay, Barca đã bước vào cuộc đối đầu với đối thủ Barbastro ở vòng 3 cúp nhà vua Tây Ban Nha với hàng tá những cơ hội được tạo ra. Lẽ ra Barca đã có thể giành chiến thắng với tỷ số đậm hơn và không đẩy họ rơi vào tình thế khó khăn trong những phút cuối. Cũng phải dành những lời ngợi khen cho đội bóng hạng tư bởi họ đã chơi với tinh thần cao nhất trước đối thủ. Sau trận đấu này, Xavi cũng đã có những lời nhận xét về câu lạc bộ Barbastro. Ông cho biết: "Chúng tôi đã phải chịu đựng nhiều hơn mức cần thiết vì những sai lầm của chúng tôi. Trận đấu trở nên phức tạp vì chúng tôi trao cho họ bàn thắng từ một quả phạt góc. Khi đó tỷ số là 2-1 và họ vùng lên. Tôi nghĩ Barbastro đã chơi trận đấu của cuộc đời họ. Tôi có cảm giác rằng cho đến khi tỷ số là 2-1, chúng tôi đã chơi tốt và sau đó chúng tôi lại phải chịu quả phạt đền. Chúng ta cho đi những thứ không cần thiết. Một trong những chi tiết đáng chú ý ở trận đấu này đến từ bàn thắng không được công nhận của Joao Felix. Cuộc đối đầu này không được áp dụng công nghệ VAR nên các trọng tài không thể xem lại tình huống. Nhưng từ những góc quay trên truyền hình, chúng ta có thể thấy Felix hoàn toàn không việt vị trong tình huống này. Xavi cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng nếu có công nghệ VAR được áp dụng, rất có thể đội bóng của ông sẽ không phải vất vả đến vậy. Đáng chú ý, trong những phút cuối, diễn biến của trận đấu bỗng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Xavi đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài, trong khi trợ lý Oscar Hernandez còn phải nhận thẻ đỏ vì những chỉ trích đến trọng tài chính. Thậm chí Xavi còn bị huấn luyện viên của Barbastro, ông Crespo, có hành động đẩy vào người khi tiến lại bắt tay nhau. Tuy nhiên, Xavi đã được an ủi phần nào vì Crespo lên tiếng xin lỗi trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Trên sân vận động của Barbastro, ngày hôm qua cũng có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt, đó là cựu chủ tịch của Barca, ông Bartomeu. Người đàn ông này đã chính thức bị truy tố vì những cáo buộc tham nhũng và hối lộ cùng tay chân thân tín Jaime Mafrera. Trong 6 năm trị vì của gã Nobita, nhiều lãnh đạo cao cấp đã bị ép phải từ chức. Chính bởi vậy, khi nhìn thấy ông Bartomeu xuất hiện trên khán đài, rất nhiều cổ động viên đã đòi bắt giam vị cựu chủ tịch này ngay lập tức. Nhìn chung, đây là một cuộc đối đầu mà Barca để lại nhiều drama bên lề sân cỏ hơn là màn trình diễn về mặt chuyên môn của họ. Những ngày qua, phát ngôn hờ hững của Mbappe kèm với nhiều thông tin đồn đoán về việc tiền đạo người Pháp không bằng lòng với cách thương lượng của Real Madrid, kéo theo đó là khả năng Ninja Rùa có thể suy nghĩ đến ngoại hạng Anh, khiến nhiều cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ đang dần tích cực trở lại với nỗ lực của chủ tịch Florentino Perez để đảm bảo thương vụ này sẽ xảy ra mùa hè tới. Mới đây, tờ Foot Mercato đưa tin Kylian Mbappe đồng ý các điều khoản với Real Madrid để chuyển tới câu lạc bộ thủ đô Tây Ban Nha trong hè 2024. Thông tin này trái ngược với những gì báo chí Anh đăng tải trước đó, khi phần lớn cho rằng Mbappe đang xem xét việc chuyển tới Premier League thi đấu vì không ấn tượng trước những nỗ lực của Real Madrid trong việc chiêu mộ cầu thủ. Liverpool được cho là đội bóng cực kỳ muốn chữ ký của tiền đạo người Pháp. Tuy nhiên, đội bóng chủ sân Anfield chưa đưa ra bất kỳ một lời đề nghị nào bởi họ còn phải chờ xem Salah có rời đội hay không. Tương lai của Mbappe trở thành chủ đề được đồn đoán nhiều trong vài tháng qua. Tiền đạo 25 tuổi được cho là thông báo với đội chủ sân Paris Saint-Germain rằng anh sẽ không ký gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Mbappe thậm chí ám chỉ đã có một thỏa thuận với Paris Saint-Germain để giải quyết tương lai của mình. Mức lương của Mbappe tại Real Madrid chưa được tiết lộ, nhưng theo Foot Mercato, số tiền ngôi sao này nhận được thấp hơn so với những gì phía Real Madrid đã đưa ra cho anh vào năm 2022. Lý do bởi Los Blancos không còn rủng rỉnh tiền bạc như trước. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chấp nhận phá vỡ quỹ lương vì Mbappe. Cầu thủ người Pháp sẽ trở thành người nhận lương cao nhất của Bernabeu. Theo tờ The Athletic, việc Real Madrid thuyết phục thành công Mbappe là nhờ quyết tâm cá nhân của chủ tịch Florentino Perez. Ông trùm ngành xây dựng đã nỗ lực liên lạc trực tiếp với Mbappe trong thời gian qua. Một vài nguồn tin cho hay Mbappe luôn quý trọng chủ tịch Perez. Trong các cuộc nói chuyện giữa hai người, tiền đạo này đã thể hiện ước muốn khoác áo Real Madrid. Trước đó, Real Madrid từng hai lần muốn chiêu mộ Mbappe nhưng đều không thành công. Năm 2022, tiền đạo người Pháp thậm chí còn từ chối gia nhập kèn trắng để ở lại Paris Saint-Germain hưởng mức lương cao ngất ngưởng.
Bản hợp đồng ấy có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, quyền kích hoạt điều khoản nói trên nằm trong tay Mbappe và anh đã không kích hoạt điều khoản này. Bởi vậy, tiền đạo 25 tuổi có thể thoải mái đàm phán với các câu lạc bộ khác trong tháng 1 theo luật Bosman. Một thông tin đáng chú ý khác là mẹ của Mbappe, bà Faye Ramari, trở lại làm người đại diện cho con trai. Trước đó, bà Ramari không còn được làm đại diện của Mbappe do quy định mới của FIFA. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới đã có một số điều chỉnh trong thời gian gần đây. Sắp tới, Barca sẽ lên đường sang Ả Rập để tham dự trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha và đối thủ của đội bóng xứ Catalan trong trận đấu này là Osasuna. Nhưng với tình hình nhân sự cũng như hàng loạt những bất ổn như hiện tại, thì việc có thể vượt qua trận đấu sắp tới để hướng đến tấm vé vào chung kết cũng là không hề đơn giản với đoàn quân huấn luyện viên Xavi. Xavi đã xoay vòng lực lượng nhân sự ở trận thắng 3-2 trước Barbastro tại cúp nhà vua Tây Ban Nha, trao cơ hội ra sân cho nhiều gương mặt dự bị. Tuy nhiên, đây là thắng lợi không trọn vẹn của đội bóng xứ Catalan khi trung vệ Inigo Martinez dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau 11 phút được góp mặt. Đây rõ ràng là tin không vui với Barca khi trước đó Martinez từng phải ngồi ngoài mùa này bởi vấn đề ở bắp đùi phải. Theo báo cáo mới nhất từ Catalonia Radio, Martinez dự kiến vắng mặt từ 4 đến 6 tuần tới. Martinez sẽ làm dày thêm danh sách bệnh binh mùa này của Barcelona. Hiện tại Xavi không có sự phục vụ của những cái tên như là Alexandro Balde, João Cancelo, Marcos Alonso, Pedri, Gavi, Ter Stegen bởi các chấn thương khác nhau. May mắn với huấn luyện viên Xavi là hậu vệ Balde dù không có mặt ở chuyến đi tới Barbastro, nhưng anh sẽ cùng các đồng đội lên đường đến Ả Rập để chuẩn bị cho trận đấu với Osasuna tại bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Hai ngôi sao Pedri và Cancelo tuy có tên trong danh sách tham dự trận đấu kể trên, nhưng phải đến phút cuối mới biết liệu họ có thể tham gia hay không. Theo những nguồn tin thân cận, ý tưởng ban đầu huấn luyện viên Xavi là bộ đôi này sẽ đi du lịch với ý định chơi trận chung kết nếu Barcelona đánh bại Osasuna. Cách đây một năm, Barca đã đánh bại Real Madrid ở trận chung kết và giành danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha. Đây là bước ngoặt giúp đội bóng huấn luyện viên Xavi thi đấu bùng nổ trong giai đoạn lượt về tại La Liga và lên ngôi vô địch cuối mùa giải. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, màn trình diễn của Barca đang khá tệ. Họ đang bị thất thế trước Los Blancos và Girona trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương. Ở trận đấu vừa qua, việc hàng công ghi 3 bàn không đáng lưu tâm bằng hàng thủ thi đấu tệ hại để rồi Iñaki Peña vào lưới nhặt bóng 2 lần. 90 phút trên sân khách mới đây vạch trần sự phòng ngự thảm họa của đại diện xứ Catalan. Nhìn vào những thống kê ít nhiều đoán được kịch bản trận đấu. Barca cầm bóng 72%, làm chủ trận đấu là dễ hiểu. Nhưng điều đáng lo ngại nằm ở việc họ đón nhận hàng loạt pha dứt điểm từ đội chủ nhà. Đáng nói hơn, Barbastro sở hữu 3 pha dứt điểm và 2 trong số đó đều là những cơ hội nguy hiểm. Có vẻ như thầy trò Xavi giỏi trong khoản kiểm soát bóng nhưng họ lại lúng túng trong khâu chuyển đổi trạng thái từ công sang thủ. Barca không hoàn thành tốt nhiệm vụ ngăn cản Barbastro hãm thành, đó là điều đáng trách trước một tập thể thuộc hạng tư Tây Ban Nha. Đây cũng không phải lần đầu tiên tuyến dưới của Barca chơi không ổn. Lời gần nhất câu lạc bộ giữ sạch lưới là khi giành chiến thắng 1-0 trước Atlético Madrid vào ngày 4 tháng 12. Hơn một tháng qua, Barca trải qua 6 trận bị đối thủ sút tung lưới, trong đó xuất hiện 2 trận ít nhất 3 bàn thua. Đấy là còn chưa tính trận giao hữu thua 2-3 đầy bất ngờ gặp Club America. Xét rộng hơn, đoàn quân của Xavi chỉ trắng lưới vỏn vẹn 1 lần trong 10 trận gần nhất. Không còn gì có thể bào chữa cho điểm yếu khiến cho Barca thi đấu chật vật ở mùa giải này. Ngoài ra, vấn đề phơi bày điểm yếu chí mạng của Barca dường như nằm ở khâu chuyển trạng thái từ công sang thủ. Đội bóng xứ Catalan đang làm không tốt trong khâu chuyển tiếp tình huống. Ngày xưa với một Sergio Busquets xuất sắc ở khả năng đọc tình huống tại khu vực giữa sân đã phần nào bù đắp cho hạn chế tốc độ để giúp Barca thu hồi bóng. Hiện tại cái tên thay Busquets là Orion Romeu đơn giản là không đủ trình độ. Xavi sẽ còn phải làm nhiều điều để thay đổi bộ mặt của Barca. Một trận thắng nhưng lại xuất hiện đầy rẫy những nỗi lo dành cho Blaugrana trong bối cảnh sân chơi có thể mang về danh hiệu ngay lập tức là siêu cúp Tây Ban Nha sắp khởi tranh. Ngay sau cuộc đối đầu với Aradinha, các cầu thủ của Real sẽ lên đường đến Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho trận đấu gặp Atlético Madrid ở bán kết siêu cúp nhà vua Tây Ban Nha. Đây được dự đoán là cuộc đối đầu rất căng thẳng bởi lần gần nhất gặp nhau, Real đã bất ngờ nhận thất bại với tỷ số 1-3. Họ rất muốn có được một màn phục thù cũng như đánh bại đối thủ để tiến vào chơi ở trận chung kết. Sau thắng lợi tương đối khó khăn cho đội bóng tí hon Aradinha tại vòng 1/8 cúp nhà vua, Real Madrid sẽ có chuyến hành quân đến Ả Rập Xê Út để đối đầu với đội bóng cùng thành phố Atlético trong khuôn khổ bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Ở trận đấu vào cuối tuần qua, Real Madrid đã phải trải qua 45 phút vô cùng vất vả trước đối thủ đến từ giải hạng tư và phải nhờ đến một quả penalty vào đầu hiệp 2. Đội bóng huấn luyện viên Carlo Ancelotti mới giải quyết được vấn đề trước khi họ có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Brahim Diaz và Rodrigo.
Dù khó khăn, những chiến thắng này vẫn đem đến những tín hiệu tích cực với Real Madrid, đó là màn ra mắt khá thành công của thần đồng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Arda Güler, và quan trọng nhất là họ không có thêm bất kỳ một ca chấn thương mới nào. Thậm chí ở trận đấu tới đây, đội chủ sân Bernabeu còn đón chào sự trở lại của Ferland Mendy. Màn tái xuất sân cỏ của hậu vệ người Pháp là một thông tin không thể khả quan hơn đối với Real Madrid, nhất là trong tình cảnh hàng phòng ngự họ đã mất sạch hàng loạt trụ cột trong thời gian dài bởi chấn thương dây chằng chéo trước. Sau 3 tuần phải ngồi ngoài vì chấn thương, Mendy đã trở lại tập luyện và sẽ cạnh tranh một vị trí bên hành lang trái với Fran Garcia. Trong phát biểu mới đây nhất, huấn luyện viên Carlo Ancelotti tiết lộ có khả năng ông sẽ xếp Mendy đá chính ngay từ đầu. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Italia cũng sẽ quy hoạch Tchouameni cho vị trí trung vệ lệch. Mặc dù phải đương đầu với những tổn thất về mặt lực lượng, nhưng chiến lược gia sinh năm 1959 thừa nhận chưa có bất cứ một ý định nào về việc bổ sung nhân lực vào thị trường chuyển nhượng mùa đông này. Carlo Ancelotti muốn thể hiện tài liệu cơm gắp mắm bằng cách sử dụng các cầu thủ có sẵn để giải quyết khó khăn và biến Tchouameni trở thành một Camavinga thứ hai trong đội hình. Tchouameni là tiền vệ trụ, chỉ trong trường hợp khẩn cấp, cậu ấy mới đá trung vệ. Tuy nhiên trong trận đấu tiếp theo, cậu ấy sẽ đảm nhiệm vị trí này, nhà cầm quân người Italia chia sẻ với Marca. Atletico sẽ là thử thách cực lớn đối với Real Madrid ở trận đấu tới đây. Đoàn quân của Diego Simeone chính là đội bóng duy nhất có thể đánh bại được Real ở mùa giải này. Tuy nhiên đấu trường cúp lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, khi mà Real luôn mấy cách hạ gục cả hàng xóm cùng thành phố ở những trận cầu mang tính sinh tử. Trong lần duy nhất hai đội gặp nhau tại siêu cúp Tây Ban Nha năm 2020, Real Madrid đã vượt qua Atletico trên loạt sút luân lưu để lên ngôi vô địch. Liệu với tình hình lực lượng sứt mẻ như ở thời điểm hiện tại, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có thể duy trì được thành tích đối đầu ấn tượng trên? Đó là những diễn biến mới nhất của hai câu lạc bộ Real và Barca trong suốt 24 giờ qua. Chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hai đội bóng này, về đối thủ của họ ở vòng 1/8 cúp nhà vua Tây Ban Nha sau lễ bốc thăm vào tối nay. Chúng ta sẽ lại gặp nhau ở El Clasico World cùng vào giờ này ngày mai trên kênh Bình luận viên Anh Quân TV. Xin chào và hẹn gặp lại.